Rồi, xin chào mọi người nha. Chiều nay Trịnh chia sẻ cho mọi người xem cái cây mai cúc rin già của mình nó đang nở hoa này. Cây này chiều cao tổng thể từ phần mặt chậu lên tới ngọn của nó là 1,3 m. Cây cao 1,3 m. Tàn ngang của nó là tròn 1 m nha mọi người. Hoành thân Trịnh đo chỗ đoạn này ạ. Chỗ đoạn này, eo nó là 24 nha. Chung cây này rất là già rồi. Đó, mọi người nhìn cái bàn tay của Trịnh này. Trịnh trai hết găng tay luôn. Nó chỉ có một phần tư cái bộ phanh đế rễ của nó thôi. Đó. Đế rễ của nó trái còn ra còn rất là nhiều. Trái ra hết cái chậu này đọt lần 80 nè mọi người. Đó. Mọi người thấy không? Đế rễ con của nó này ra trái đều tứ diện luôn. Cái này lâu năm rồi. Đó, đây là cái mặt hoa đó nè. Bây giờ là 17 giờ 18 phút ngày 26 tháng 1, tức là ngày 25. 25 Tết. Đó. 24 Tết chứ. À. Đó mọi người xem à. Hoa nở rất là khéo ha. Cây cục rinh già rồi nên nó chuẩn bông rồi, cây cực kỳ khéo luôn. Đây là mấy cái lớp cánh nó này, cánh nó đơm ba lớp, cánh đơm ba lớp, hoa rất khéo. Cứ mỗi nút hoa của nó là có 7 bông bông hoa. Đó. Đây là cái bông hoa chủ này, bông hoa cái này nở ra trước rồi xéo cái búp xanh nữa, xéo cái búp xanh nữa. Đó. Mặt hoa rất là đẹp, cánh dày mà nó tươi tắn hoa, màu vàng đậm rực rỡ. Đó. Tây tàn này, chung mấy cây già tây tàn thì nhìn nó chỉ như thế này thôi nha mọi người. Không phải như mấy cây tơ đâu mà được nhiều hả. Nói chung là mình cũng bấm cù rút lại. Cây rất là đẹp. Tây tàn như dăm dúi luôn. Ra dăm chi là nó thuần hết rồi. Tia tốt nó nhìn cho nó cù cây. Chứ không có đỡ ra tàn rộng nha mọi người. Cây có một cái bộ cuồng phanh từ gốc đế lên tới tay một rất là đẹp nha, cây cực kỳ nhạt. Đó. Gốc đế như gốc đế hình thú luôn ha, cực kỳ đẹp, nâu xù đầy đủ quá rồi. Cái này giá trị rất là cao nha mọi người. Đó. Đoạn này hồi xưa là nó bị tét này, bão nó gãy cái nhánh xoài nó bay tới nó tét tét ngay chỗ đây, nhưng mà vẫn đỡ được bởi vì nói chung là nó nuôi ra tới đây là ok rồi. Coi nhìn nè, đầy đủ như thế này rất là quý rồi ha, cực kỳ già, phần cũ gốc đớ này. Đó, mọi người nhìn này. Thân nó xoắn hồi xưa là nó xoắn lại này, cuống cuồng là nó nhặt á, nhặt nó sáng lại cho nên bây giờ là nó tạo thành một cái bộ cu nó luôn, nó vắt ngang cái chùm rễ này. Đó, mọi người nhìn cái nước rễ là biết rồi, coi cực kỳ già. Chờ đợt tết xong là Đình cũng sẽ thay đất mới cho cây này cho nó bung nó phát. Trong chậu này thì đất cũng đỡ 5 năm rồi chưa thay, 5 năm chưa thay đất cho nên là cây nó bên dưới bề mặt chậu đất lớp đất nó sẽ dễ lại, là nó không đùng đùng hết chất dinh dưỡng lên cho các cái rễ cám của nó. Đó. Muốn cây nó nhanh phát thì qua Tết mình phải thay lại đất mới cho nó. Không. Ngắm cây buổi chiều hoàng hôn này.
Coi nó có những cái đoạn gốc thét đó mọi người thấy rất đẹp ha. Diêm chi cực kỳ đẹp. Đó, quay từ xe này. Quay tứ diện coi nó đều đẹp hết nha mọi người, đẹp đều. Các chi tàn phân bố đều. Cực kỳ đều luôn. Coi nó càng lên cao càng gút lại. Từ cốt thân ở tay cành bấm giật lại hết. Đó. Chơi cây mấy cây hàng lớn cây dè càng già mình chơi côn tay lại là nhìn nó coi nó rất là lão cây nha mọi người, lực cây không sao hết, cây cực kỳ phong trần luôn. Đó. Ồ, nước gió nó mọi người thấy để rễ các rễ con nó trải đều cái bờ cái lòng chậu lọt lòng 80 luôn nè. Trời đều quá đẹp. Cốt thân này nha. Sáng lượng như một con rồng luôn ha. Đều cây, chân cây à. Cái này không cần đi ghim nọc nữa. Giờ giờ chỉ tỉa dâm mình chơi thôi. Tỉa dâm chơi, ok. Không cần đi ghim nọc. Được kiếm một cây mà hoa cúc rin mà cây rin mà có mấy hoa đẹp như thế này cũng rất là khó tìm nha mọi người, rất là khó tìm. Cái nhụy nó chấm lại, nhụy chấm lại nó rất là duyên cái hoa à, nhìn rất là khéo ha, ngay vòng tròn trung tâm luôn, nhụy nó thẳng đứng luôn, nó không có bung xì ra, nhụy thẳng đứng. Xung quanh là các ba lớp cánh hoa rất là đều, cánh nó trai rất là đều, nhỏ mà rất là khéo, hoa nhỏ ba lớp nó đổ xù lên tới tay một luôn này, từ phần gốc đớ lên tới tay một đổ xù hết tứ diện luôn, nước vào coi rất là đẹp. Nói chung thì có cây đẹp thì Trịnh đang chia sẻ cho mọi người chiêm ngưỡng với lại là cho anh em là xem cho vui. Mọi người cảm thấy video của mình hữu ích đem đến niềm vui cho mọi người thì hãy ủng hộ cho Trịnh bằng cách là đăng ký kênh và cho mình một nút like và một nút chia sẻ. Ấn chuông thông báo để mà có tiếp cận những cái video mới của Trịnh có thơ sớm nhất nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.